là một trong những người dám lên tiếng cảnh báo về âm mưu toàn cầu của chính phủ ngầm và người ngoài hành tinh. Bill Cooper, một phát thanh viên kiêm tác giả nổi tiếng người Mỹ, đã cho xuất bản cuốn sách Behold the Pale Horse vào năm 1991, tạm dịch là Trông kìa một con ngựa nhợt nhạt. Chương cuối của cuốn sách có tên Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng đã khuấy lên một làn sóng trong xã hội Hoa Kỳ. Không lâu sau đó, Bill Cooper bị ám sát. Vậy rốt cuộc trong cuốn sách đã tiết lộ điều gì khiến ông phải chết thảm như vậy? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV đi tìm câu trả lời. Con người đang bị thế lực vô hình kiểm soát. Từng phút, từng giây. Bill Cooper cho rằng tên trùm khủng bố Osama Bin Laden chỉ là một công cụ được chính phủ ngầm sử dụng để kiểm soát dân số thế giới. CIA và cựu quan chức Ả Rập Xê Út đã giấu Osama Bin Laden ở Iran và 1,7 tỷ đô la Mỹ mà Obama đã trao cho Iran thực ra là hối lộ, ngăn chặn không cho sự thật trên được tiết lộ ra bên ngoài. Video hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến kế hoạch thiết lập một trật tự thế giới mới của chính phủ ngầm mà Cooper đã nhắc đến trong quyển sách của mình, đó gọi là Cuộc chiến thầm lặng. Một đoạn trong sách viết rằng, cuộc chiến thầm lặng được tuyên bố lặng lẽ bởi tổ chức quốc tế ECLIT tại một cuộc họp vào năm 1950. Đó là cuộc họp Bilderberg đầu tiên, một mực nghị thường niên nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Bill Cooper cho biết năng lượng là chìa khóa của mọi hoạt động trên trái đất và đối với chính phủ ngầm cũng vậy. Để duy trì trật tự thế giới và những điều mà họ cho là bình ổn, họ đã quyết định làm dấy lên một làn sóng chiến tranh thầm lặng chống lại công chúng Mỹ với mục tiêu cuối cùng là đưa năng lượng tự nhiên vĩnh viễn của nhiều người vô kỷ luật, vô trách nhiệm vào tay những người mà họ cho là có kỷ luật, trách nhiệm và đáng tin cậy. Chính phủ ngầm tuyên bố, những người dân bình thường trên thế giới là những loài gia súc lao tác, nghĩa là tầng lớp lao động trong một quá trình lâu dài nhẫn nại để đạt đến một kết quả mong đợi. Đó là lý do tại sao họ gọi chúng ta là cừu, là gia súc, vân vân. Đôi khi họ còn dùng những từ như goyim hay sheeple nhằm ngụ ý chỉ về tầng lớp lao động, những con cừu non không có chút gì về mặt tri thức. Bằng mọi cách, họ tạo ra sự phụ thuộc của những con cừu non vào chính phủ về mọi mặt. Xã hội giai cấp thấp phải được bảo đảm là bị kiểm soát hoàn toàn. Âm thầm đầu độc. Một người nếu nhận ra được nhân loại đang trong tình trạng bị điều khiển một cách có hệ thống bởi một nhóm người nào đó thì nhất định họ sẽ rất kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng có sự thật đáng kinh hãi hơn khi con người đang dần tiếp thu và chấp nhận sự thống trị đó một cách tự nguyện mà không hề hay biết. Chúng ta trước tiên nói đến tầng lớp bình dân. Nếu một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều phải làm việc để kiếm sống, điều đó khiến họ không đủ khả năng chăm sóc cho gia đình vào ban ngày. Vì vậy, họ cần đến dịch vụ chăm sóc của chính quyền. Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sống trong một khu phố nghèo với nền giáo dục không mấy khả quan. Từ đó khó mà tiến vào đại học. Thậm chí nhiều trường hợp phải bỏ giữa chừng ở cấp trung học. Cuối cùng, họ vẫn phải chịu phụ thuộc vào chính phủ về tài chính, thu nhập, cuộc sống, v.v. Điều này có nghĩa là trên cơ bản họ đã trở thành nô lệ của hệ thống mà chính phủ ngầm định ra từ trước. Khi một cuộc bầu cử diễn ra, tất nhiên người dân sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Thêm vào đó, bản thân họ cũng sẽ trở thành vũ khí cho chính phủ ngầm khi đế chế này cần họ lên tiếng. Cách thức chúng hoạt động khá dễ dàng, chỉ cần điều khiển giới truyền thông săn đón mặt cảm xúc của người dân, làm họ suy nghĩ, phản đối hay cổ vũ cho chính mục tiêu và ứng cử viên chính phủ ngầm đã lên kịch bản trước đó. Tiếp đến là tầng lớp thượng lưu. Với tầng lớp thống trị hay cầm quyền, chính phủ ngầm sẽ thiết lập một hệ thống trật tự và hòa bình cho họ.
Cụ thể, thay vì giai cấp thống trị phải tự xử lý các việc thì những tầng lớp thấp hơn có thể được thuê để làm tất cả những công việc đó. Vậy nên, trong khi giới thượng lưu ngồi lại cùng nhau thưởng thức rượu ngon, thì ngoài kia mọi người đang chống lại nhau, phản đối, biểu tình, cướp bóc vì những lý do hết sức sai trái. Con người thật sự rất đáng thương. Họ đổ lỗi cho nhau hoặc bất cứ ai mà truyền thông chỉ điểm nhắm vào. Đối với tầng lớp trung lưu, chính phủ ngầm nắm rõ cách hệ thống con người. Chúng nhận ra rằng nếu tiếp thị một sản phẩm trên TV với cách thu hút, thì khi chúng đưa sản phẩm vào cửa hàng, những tầng lớp này có thể mua chỉ vì xu hướng hoặc là nghe theo sự thôi thúc. Ví như các sản phẩm của Apple. Giả sử mỗi người chúng ta đều muốn chiếc iPhone mới vừa ra mắt, mặc dù chiếc iPhone đang sử dụng mới vừa mua năm ngoái và vẫn còn đang chạy khá tốt, chiến thuật tiếp thị của họ hoàn toàn có thể thôi thúc nhu cầu của con người, thậm chí trong trường hợp không có đủ tiền thì vẫn còn một cách, đó là trả góp để sở hữu được nó. Đây chính là lý do vì sao thẻ tín dụng ra đời. Chúng tạo cho con người cảm giác có tài sản trong tay, mà đó thực sự lại là cảm giác an toàn sai lầm, chỉ có thể đưa ngày càng nhiều người vào nợ nần. Ngoài ra, họ muốn giới hạn số lượng tiền mặt bởi vì con người sẽ không chi tiêu tiền mặt nhiều như là khi họ sở hữu thẻ tín dụng. Chính phủ ngầm còn làm dấy lên làn sóng xung kích vào xã hội bởi sự thay đổi đột ngột của các mặt hàng chủ lực, ví như khí đốt, thực phẩm, cà phê, sữa, vân vân. Họ làm cho mức độ căng thẳng tăng lên cực độ, khiến con người muốn thoát khỏi thực tế cơm áo gạo tiền và cần đến các hình thức giải trí. Lúc đó con người sẽ mất cảnh giác, thả lỏng xem phim bạo lực, chơi điện tử, đi đến quán bar, tiệc tùng, ma túy, vân vân. Cuối cùng, con người sẽ sao lãng các vấn đề thực tế đang xảy ra tại thế giới của mình, quên đi thắc mắc hoặc tìm ra câu trả lời cho những vấn đề quan trọng. Dần dần, con người sẽ chỉ muốn trốn thoát, quên đi tất cả những muộn phiền và rắc rối của bản thân. Họ càng muốn chạy trốn bao nhiêu sẽ càng mê mờ bấy nhiêu. Họ không hề biết bản thân đang mang gông kìm xiềng xích. Chúng ta nói một chút về mã sản phẩm chung. Nó còn được gọi là mã vạch UPC, được giới thiệu vào năm 1994 trên một gói kẹo cao su. Không ít người trên thế giới tự hỏi tại sao xuất hiện mã vạch này. Bởi vì với mã sản phẩm, họ có thể ghi lại chính xác thói quen mua hàng của con người, các hoạt động, lý lịch, v.v. Bằng cách này, họ có thể lập trình cho hành động của chúng ta bất cứ khi nào họ muốn. Ví như phát hành một sản phẩm, họ có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ ra ngoài và mua nó. Bây giờ là thời đại công nghệ, nó thậm chí còn giống như hồ sơ trên mạng xã hội. Tất cả những thứ chúng ta tương tác trực tuyến, bạn bè của chúng ta là ai, những email được gửi, tài khoản ngân hàng, cuộc trò chuyện trên điện thoại, cổ phần, phúc lợi, quần áo, đồ ăn, tất cả đều bị kiểm soát. Khi lên mạng tìm kiếm một sản phẩm nào đó, nếu để ý thì mọi người sẽ thấy rằng quảng cáo trực tuyến có mặt ở khắp các trang mà chúng ta đang lướt, nhiều đến mức đôi khi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đó chính là cách mà chính phủ ngầm sử dụng để kiểm soát dân số. Họ muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ, giống như một đoạn trích trong cuộc chiến thầm lặng như sau. Khiến cho công chúng vô kỷ luật và không biết gì về các nguyên tắc hệ thống căn bản. Mặt khác khiến họ bối rối, trở nên vô tổ chức và phân tâm bằng các vấn đề không mang tính trọng yếu. Có rất nhiều phương thức để đưa con người đến những trạng thái này. Ví như, truyền thông thì dựng nên ranh giới giữa sự chú ý của công chúng và vấn đề thực sự đứng đằng sau. Phần lớn mọi người sẽ chỉ bàn luận về những tin báo lá cải mà xa rời thực tế. Về giáo dục thì họ không dạy chúng ta về luật và kinh tế học thực sự, thậm chí lịch sử cũng đã qua chỉnh sửa. Thay vào đó, những gì chúng ta được truyền dạy là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Về giải trí, chính phủ ngầm cố giữ cho quan niệm tính thẩm mỹ của công chúng ở trình độ dưới lớp 6. Một ví dụ điển hình về hội họa.
Trong các tác phẩm nghệ thuật phong cách hiện đại ngày nay, chỉ cần nguệch ngoạc ném vào tấm vải canvas vài nét màu không theo một kỹ thuật nào, nhưng đó có thể là một tác phẩm triệu đô được giới thượng lưu sẵn sàng săn đón. Họ cổ vũ con người vứt bỏ những giá trị truyền thống để hạ thấp tiêu chuẩn trong xã hội, ưu tiên và nuôi dưỡng khía cạnh cảm xúc của con người đến mức độ rất phi lý. Mục đích cũng là muốn thao túng và chi phối nhân loại. Phần cuối cùng của tài liệu nhắc đến công cuộc tấn công vào gia đình, tế bào quan trọng nhất của xã hội và cũng là thứ cung cấp cho họ toàn quyền kiểm soát giáo dục trẻ nhỏ. Trích dẫn nói rằng, người đàn ông trong gia đình phải được thuần phục để đảm bảo rằng con em sẽ lớn lên với sự đào tạo ngoài xã hội và cần một thái độ đúng đắn. Chính phủ ngầm đã làm điều này bằng các phương tiện tuyên truyền và quảng cáo để đảm bảo rằng các đấng mày trâu sẽ trở nên yếu đuối, dễ dàng phục tùng sau khi kết hôn. Trong cuộc chiến giữa logic và trí tưởng tượng thì trí tưởng tượng luôn chiến thắng. Họ gieo rắc vào đầu phụ nữ những thứ phản truyền thống, như phải giành lấy bình đẳng, phải có tiếng nói, phải đấu tranh vì nữ quyền, cuối cùng tạo nên một xã hội hỗn loạn theo kịch bản lên sẵn. Trong văn hóa truyền thống xưa, người phụ nữ làm chủ bên trong, hỗ trợ chồng dạy con, dọn dẹp phòng ốc. Người đàn ông làm chủ bên ngoài, khiêng vác gánh nặng, kiếm tiền nuôi gia đình. Nam nữ đều kiên trì giữ gìn bổn phận của mình nên gia đình hòa thuận, xã hội ổn định. Tiếp đến, họ muốn giáo dục chính quy do nhà nước kiểm soát. Vì vậy, đứa trẻ sẽ bắt đầu bị tách ra khỏi cha mẹ từ rất sớm và chính phủ ngầm sẽ dần dần đào tạo cũng như tiếp quản theo cách họ muốn. Họ sẽ làm cho con trai của một gia đình có thể sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào. Những người đàn ông phải nhập ngũ trước khi họ muốn làm bất cứ điều gì. Nó khiến tất cả các thành viên trong gia đình phải tuân theo chính phủ ngầm. Bố, mẹ, con trai và con gái đồng thời đều trở thành động vật, lao tác hay người chủ huấn luyện trong cùng một gia đình. Một sự tính toán tinh vi, có chủ ý. Chính phủ ngầm thực sự giống như một loại virus vô cùng nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến trái đất như một loại bệnh dịch. Nhưng một khi con người trở nên tỉnh táo và sáng suốt nhìn ra các âm mưu đó thì chắc chắn nhân loại sẽ sớm không thể bị kiểm soát và tấn công nữa. Điều này phụ thuộc vào mỗi gia đình, mỗi cá nhân trên trái đất chúng ta.